tải ngay FPT Play xem trọn vẹn SEA Games 31. Xin chào các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện Phạm Minh Giang, khi mà đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển Futsal Indonesia ở tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Chúng ta vừa được chứng kiến xuất phát của huấn luyện Phạm Minh Giang sử dụng trong ngày hôm nay với 5 gương mặt: thủ thành Hồ Văn Ý, cao thủ phía trên là Châu Đoàn Phát mặc áo số 4, Trần Văn Vũ mặc áo số 11, Nguyễn Minh Chí và Từ Minh Quang. Ngày hôm nay thì Indonesia ra sân gồm thủ thành mặc áo số 1 Muhammad Niza Najarudin, số 3 Rizky Xavier, số 8 Adiasia Nu, số 10 Septinus Solimena, số 11 Adiasia. Trong một trận đấu này thì cao thủ Indonesia sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Và Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ thi đấu với bộ trang phục truyền thống màu đỏ và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Đây là huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã khẳng định rằng so với giải AFF thì Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Bàn thắng đã đến với cao thủ Việt Nam từ rất sớm. Đó là một gương mặt quen thuộc, Nguyễn Minh Chí. Nguyễn Minh Chí đã có bàn thắng đầu tiên cho Futsal Việt Nam ở tại SEA Games lần này. Chỉ trong vòng có hơn 1 phút sau 3 tình huống dứt điểm thì Việt Nam đã làm cho hàng phòng ngự của Indonesia khốn đốn. Cực kỳ bất ngờ, lựa chọn đá thẳng. Lần này thì thủ môn Niza Najarudin của Indonesia đã đứng đúng vị trí và phản xạ tốt. Phản công dành cho Việt Nam. Dứt điểm, không vào. Đó là cú đá của Gia Hưng. Chỉ với 2 cầu thủ thì Việt Nam vừa tạo ra sóng gió với thủ thành Najarudin. Chủ đạo là có một tình huống cướp bóng thành công, pha hợp vào là của Tuấn Thành, khá nguy hiểm. Pha bóng đầu tiên mà Hồ Văn Ý phải đổ người. Đó là một lựa chọn táo bạo của cầu thủ bên phía Indonesia. Đây là một cơ hội nguy hiểm dành cho Indonesia. Cơ bóng lại rất hay. Đó là tình huống phòng ngự rất tốt của Châu Đoàn Phát. Bóng trở lại với tuyến 2 của Indo và đội bạn đã tung ra một tình huống dứt điểm nhưng không tạo ra được một độ chính xác cao. Đội Futsal của chúng ta vẫn đang duy trì tính kỷ luật cao. Đây là cơ hội dành cho Indonesia. Cuối cùng thì bóng đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tình huống che chắn và xử lý cá nhân của Thịnh Phát. Rất khéo. Cú đá vừa rồi đã bị Hồ Văn Ý cản lại. Một nỗ lực phòng ngự tốt của cao thủ Việt Nam. Chúng ta đã để cho đối phương có những tình huống xử lý cá nhân, kỹ thuật. Đó là những tình huống đảo chân của Sumilena. Cầu thứ 3 của Việt Nam đã vào sân. Văn Hiếu. Văn Hiếu không chuyền bóng được đến Tuấn Thành. Đối phương đang bị cuốn vào những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đá là của Minh Chí. Minh Chí cũng chính là người đã mở điểm dành cho cao thủ Việt Nam ở trong kỳ SEA Games lần này. Bám sát thành công. Rồi, không vào. Đó là pha dứt điểm của Tuấn Thành. Trước đó là nỗ lực của Thái Huy. Rất đáng tiếc với cơ hội vừa rồi của Việt Nam. Giây cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Indonesia. Hoan hô Hồ Văn Ý. Bóng vàng Futsal Việt Nam 2021 vẫn đang duy trì cho mình sự tập trung. Đây là Châu Đoàn Phát. Dứt điểm. Khá bất ngờ. Châu Đoàn Phát ở hiệp 1 đã chơi cực kỳ nổi bật với những tình huống lăn xả và thể hiện khả năng phòng ngự tốt của mình. Kucha Tambubolon. Ôi, dứt điểm, không vào. May mắn đã không đứng về phía chúng ta sau pha dứt điểm vừa rồi. Rất hợp lý.
Cú đá ở góc gần, tiếp tục là cú đá của Minh Chi, không vào. Vẫn là những pha ra chân của Minh Chí, cầu thủ giàu kinh nghiệm và là một chân sút uy tín trên hàng công của đội tuyển Futsal Việt Nam. Chuẩn bị khép lại, rất nguy hiểm. Vẫn là Hồ Văn Ý. Thủ môn của chúng ta đã ôm gọn được trái bóng ở trong tay. Đó thực sự là một cơ hội nguy hiểm mà Indonesia tạo ra được. Một tình huống bị sâu kim tới từ Mạnh Dũng. Chuyền của Mạnh Dũng rất nguy hiểm. Thời cơ dành cho Thái Huy. Nhưng đó không phải là tình huống dứt điểm dễ. Thái Huy đã đá quả bóng bằng chân trái. Và cự ly tương đối khó thì anh đã đưa quả bóng đi ra ngoài. Bóng hướng đến vị trí của Minh Chí. Số 8 đã có thời cơ để đánh đầu. Thủ thành Hồ Văn Ý cũng đã quan sát rất nhanh ở trong tình huống đã qua. Kinh nghiệm và sức trẻ. Cú đá đầy bất ngờ nhưng Hồ Văn Ý vẫn đang chơi tập trung. Và lựa chọn của Hồ Văn Ý là dứt điểm thẳng về phía khung thành đang bỏ trống của thủ thành màu số 13 Abagia. Thì chút nữa thì Hồ Văn Ý đã trừng phạt sai lầm của đối phương. Khá nguy hiểm. Tập trung vẫn đang giúp cho Hồ Văn Ý bảo toàn được mảnh lưới. Đó là bàn thắng dành cho cao thủ Indonesia. Pha xử lý cá nhân của Siaqui Saud. Đây cũng chính là gương mặt đã đem lại khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam chỉ ít giây trước đó. Đây là cú đá không thể cản phá của cầu thủ bên phía Đức Hòa. Dứt điểm! Cú đá là của Nguyễn Minh Chí. Văn Vũ hay là Từ Minh Quang đã được vào sân. Không được. Cái ôm đầu tiếc nuối của Minh Chí cũng là hình ảnh đại diện cho Việt Nam ngày hôm nay. Cao thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu hay và đã có những thời điểm ở rất gần với khoảng cách dẫn trước đối phương 2 bàn. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại phải khép lại trận đấu với tỷ số 1 đều. Nguyễn Minh Chí là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trước khi Siaqui Saud đã có một pha xử lý cá nhân cực kỳ đẳng cấp để gỡ hòa cho Indonesia. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý các bạn cho trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Indonesia. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những sự kiện khác cũng trên sóng của FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.